Sau 3 ngày diễn ra hội trợ cam và nông sản Hương Yên năm 2019 tại trung tâm xúc tiến thương mại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đồng Hoàng Quốc Việt, Quận cầu Giấy Hà Nội, 14 gian hàng của 7 huyện thành phố trưng bày sản phẩm cam, quả có múi và một số nông sản tiêu biểu của tỉnh đã được hàng nghìn khách hàng đến tham quan, thưởng thức và mua sản phẩm. Theo số liệu của Ban tổ chức hội trợ đến hết ngày 8 tháng 12, các gian hàng của Hương Yên tiêu thụ được gần 16 tấn cam với giá bán 35.000 đồng 1 kg. 1.800 quả bưởi với giá 30.000 đồng một quả. Ngoài ra các sản phẩm như hạt sen long nhãn, mật ong và ổi cũng được tiêu thụ mạnh tại 3 ngày đầu diễn ra tuần lễ cam và nông sản hương yên tại thủ đô Hà Nội, đạt tổng doanh thu 1,2 tỷ đồng. Các mặt hàng nông sản của Hương Yên được bán với số lượng lớn và giá thành cao do đều được dán tem truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đa số khách hàng ở thủ đô Hà Nội đều đánh giá cao về chất lượng mẫu mã các nông sản của tỉnh Hương Yên.